Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Như Ý xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Trong bản tin đặc biệt ngày hôm nay, Như Ý sẽ trình bày với quý vị và anh chị em một câu chuyện đang được loan truyền rộng rãi trong dư luận tại Nga như một phép lạ nhãn tiền nhờ lời cầu bầu của Thánh Nicola. Tuy nhiên, trước khi trình bày câu chuyện này, xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản tin cập nhật về vụ nổ kinh hoàng tại Beirut, thủ đô của Liban, hay còn gọi là Lebanon theo tiếng Anh. Cập nhật tình hình tại Liban. Kính thưa quý vị và anh chị em, tính cho đến sáng thứ Năm theo giờ địa phương, Bộ Y tế Liban cho biết đã có 135 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương. Theo Bộ Nội vụ Liban, hàng trăm người được ghi nhận là mất tích. Trong khi đó, chính phủ ước tính 330.000 người đã lâm vào tình cảnh vô gia cư. Sau vụ nổ xảy ra tại hải cảng Beirut hôm thứ Ba, Đức Hồng Y Boutros Ghali của Công giáo Maronite và là Đức Thượng Phụ Thành Antioquia tuyên bố rằng giáo hội địa phương cần rất nhiều hỗ trợ trong tình cảnh khó khăn hiện nay. Beirut đang là một thành phố bị tàn phá, tan hoang, cảnh tượng giống như một thành phố vừa trải qua chiến tranh, mặc dù không có chiến tranh. Giáo hội đã thiết lập một tổ chức cứu trợ trên toàn lãnh thổ Liban, nhưng hôm nay cảm thấy mình phải đối mặt với một nghĩa vụ lớn lao mới, không thể tự mình gánh vác mà phải nhờ đến cộng đồng quốc tế. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy giúp đỡ Liban. Quốc gia này đã hết sức lao đao vì tình trạng khủng hoảng kinh tế và đại dịch coronavirus. Tôi gửi lời kêu gọi đến quý anh chị em vì tôi biết quý anh chị em cũng ước muốn Liban lấy lại vai trò lịch sử của nó trong việc phục vụ con người, dân chủ và hòa bình ở Trung Đông và trên toàn thế giới. Đức Hồng Y Ray nói. Ngài yêu cầu các quốc gia và Liên Hợp Quốc gửi viện trợ tới Beirut, đồng thời kêu gọi các tổ chức bác ái trên khắp thế giới giúp đỡ các gia đình Liban chữa lành vết thương và xây dựng lại ngôi nhà của họ. Số nạn nhân tràn ngập các bệnh viện vốn đã gần đến mức quá tải vì đại dịch coronavirus kinh hoàng. Số người chết dự kiến sẽ còn gia tăng sau khi các toán tìm kiếm tìm ra những người còn mất tích trong đống đổ nát. Vụ nổ đã gây ra nhiều đám cháy và hầu hết thành phố bị mất điện vào thứ Ba và thứ Tư. Nhiều khu vực trong đó có khu bờ sông nổi tiếng đã bị san phẳng. Những khu đông dân cư ở phía đông Beirut, đa số là Kitô hữu, cũng bị thiệt hại nặng nề. Trong một trường hợp thật thương tâm, cha Maxim Nader là cha sở giáo xứ Thánh Maron của Công giáo Nghi lễ Maron ở Beirut đã bị thương nặng trong khi xảy ra vụ nổ. Lúc 6 giờ chiều thứ Ba, 4 tháng 8, cha Maxim Nader đang cử hành thánh lễ được phát trực tuyến. Trong đoạn video này, quý vị và anh chị em có thể thấy Ngài đang song hương bàn thờ, thì thấy mặt đất và ngôi nhà thờ rung chuyển, sau đó điện bắt đầu có vấn đề. Lúc đầu, Ngài lo lắng nhưng vẫn tiếp tục thánh lễ vì biết thánh lễ đang được truyền trực tiếp. Vài giây sau đó, tòa nhà bắt đầu sụp đổ và các phần của trần nhà bắt đầu rơi xuống, thì Ngài mới bỏ chạy, tìm nơi trú ẩn an toàn gần đó. Tuy nhiên, đã quá trễ, một phần của trần nhà đập mạnh vào đầu Ngài
và ngọn đá nhạt xuống trên nền nhà. Tất cả diễn biến bi thảm này được phát trực tiếp, gây ra những lo ngại và đau buồn cho anh chị em giáo dân, là những người rất thương mến cha Maxim Nader. Thủ môn bị sét đánh nhưng không chết mà phục hồi nhanh chóng nhờ lời cầu bầu của Thánh Nicola. Kính thưa quý vị và anh chị em, Thánh Nicola sống vào thế kỷ thứ tư. Sau cái chết của Ngài, các thương gia người Ý tìm cách đưa thi hài của Ngài từ thành phố Myra bên Thổ Nhĩ Kỳ về thành phố Paris ở miền nam nước Ý. Thánh nhân nổi tiếng làm nhiều phép lạ nên người Ý xây đền thờ Thánh Nicola và trưng bày thánh tích Ngài ở đó. Từ đó cho đến năm 2017, chưa bao giờ thánh tích rời khỏi nước Ý. Các tín hữu tại Nga, dù là Công giáo hay Chính thống giáo, đều có lòng mến mộ Ngài cách đặc biệt. Mỗi năm nhiều đoàn hành hương đi từ Nga sang Ý để cầu nguyện với thánh nhân. Ngày 12 tháng 2 năm 2016, tại phòng khánh tiết của sân bay Havana của Cuba, Đức Thánh cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ lịch sử với Đức Thượng phụ Kirill của Chính thống giáo Nga. Trong dịp này, Đức Thượng phụ đã ngỏ ý muốn Đức Thánh cha cho mượn thánh tích của Thánh Nicola để các tín hữu Chính thống giáo Nga kính viếng. Từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 7, thánh tích của thánh nhân đã được trưng bày tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Đấng Cứu Độ tại thủ đô Mạc Tư Khoa và sau đó được rước sang tận thành phố Peterburg. Người Nga lại càng thêm lòng mộ mến thánh nhân. Trường Trung học Namia Truda của Tổng giáo phận Công giáo Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Mạc Tư Khoa vừa tường trình một câu chuyện thật phi thường như sau. Ngày 4 tháng 7 vừa qua, trong một buổi tập, thủ môn 16 tuổi Ivan của đội túc cầu FC Namia Truda đã bất ngờ bị sét đánh khi em vừa dắt bóng về khung thành. Những hình ảnh quý vị và anh chị em đang xem thấy đây ghi lại rõ ràng biến cố này. Ai cũng tưởng là em chết chắc.
Thế nhưng, 3 tuần sau em đã trở lại sân cỏ, sau khi gia đình, giáo xứ và bạn bè cầu nguyện cùng với Thánh Nicola. Ivan nói, điều cuối cùng tôi nhớ là tôi đã rời khỏi nhà để đến buổi tập. Đó là tất cả những gì tôi nhớ được. Sau đó tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Huấn luyện viên Anton Basso rất vui khi thấy em trở lại. Ông mừng lắm và tường thuật như sau. Lúc đó là 3 giờ 15 phút. Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Tất cả chúng tôi quay lại và thấy Ivan nằm trên mặt đất. Chúng tôi chạy đến chỗ em. Xét đánh ở chỗ đó, nơi các em đang được huấn luyện, gần bên làng biên, ngay trước vòng 16m50. Đó là nơi xảy ra tai nạn. Khi chúng tôi chạy đến, chúng tôi thấy em nằm úp mặt. Chúng tôi lật em lên. Áo của em bị xé toạc trước ngực, không bị rách, nhưng giống như bị cháy. Chúng tôi đã cố gắng hồi sức cho em. Ivan đã được đưa vào nhà thương. Nhiều người lo âu em sẽ chết, hay nếu sống thì cũng dở khùng dở điên vì cú sét đánh kinh hoàng này. Tuy nhiên, nhờ lời cầu nguyện của gia đình, bạn bè và giáo xứ, Ivan đã phục hồi hoàn toàn chỉ trong vòng 3 tuần. Câu chuyện may mắn này khiến một đội hạng 3 của Nga đã để ý đến em và mời Ivan ký hợp đồng. Đó là một hy vọng lớn cho tương lai của em. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lần phát hành tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.